Vân Anh và Thái Huyền xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình VNTV. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin tức trong ngày của chúng tôi. Tin từ Santa Monica, California, giáo sĩ Boris của đạo Do Thái tới Living Torah Center Shabbat tại Santa Monica lúc gần 8 giờ sáng Chủ nhật. Đây là ngày đầu tiên của lễ Hanukkah, thấy lối đi vào, đền bị bôi bẩn bằng phân và gạo. Theo tường thuật của báo Los Angeles Times, hành động khiêu khích được tin là diễn ra trong đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ nhật. Các viên chức của đền nghĩ rằng hành động này là có chủ đích, tuy không là thông điệp có ý nghĩa chống Israel. Ông cho phóng viên biết, các cửa ra vào, cửa sổ và tường bị bôi phân, cảnh sát sở tại đã được gọi tới để xem xét. Tin từ Hoa Kỳ, năm 2017, một số chuyên gia cho rằng đây sẽ là thời điểm để Apple trình làng những sản phẩm mới. Năm 2017 đánh dấu 10 năm từ khi chiếc iPhone đầu tiên ra đời, và iPhone 8 sẽ có sự thay đổi lớn lao về hình dạng bên ngoài cũng như các trang thiết bị bên trong, theo nguồn tin cho biết. Một thí dụ điển hình là vào cuối năm 2015 và đầu năm 2016, công ty Apple mua lại công ty Faceship, vốn chuyên ghi hình ảnh trên dạng ba chiều và công ty Imonten e có kỹ thuật phân tích biểu hiện trên khuôn mặt để tâm trạng của một cá tính khi đó. Hiện chưa rõ là Apple sẽ sử dụng các kỹ thuật này trên iPhone như thế nào. Tuy nhiên, có thể tin đoán với phần nào chắc chắn rằng chiếc máy điện thoại của Apple có thể nhanh chóng scan khuôn mặt chủ nhân khi mở máy hay nhận diện bàn tay hay ngón tay để làm những công việc giản dị nào đó. Do những cải tiến này, một phân tích gia chuyên về Apple tin đoán rằng máy iPhone đời mới tới đây sẽ vượt trội con số 170 triệu máy bán ra. Tin từ Los Angeles, Nhà lộ vận DMV cho biết, có nhiều luật mới cần biết về lái xe sẽ hiệu lực kể từ ngày 1 tây tháng Giêng năm 2017. Sau đây là bản tóm lược các tin quan trọng về giao thông. Thứ nhất, cấm vừa lái xe vừa cầm điện thoại hay cầm thiết bị điện tử viễn thông, trừ phi thiết bị điện tử này gắn vào kính xe hay mặt dashboard của xe hay trục giữa xe. Thứ hai, ghế an toàn cho trẻ em. Luật buộc ba mẹ, người giám hộ phải đặt trẻ em dưới 2 tuổi vào ghế an toàn hướng mặt ra phía sau xe. Thứ ba, lệ phí đăng bộ xe hơi. Luật mới đã tăng lệ phí đăng bộ trên tất cả các xe từ 43 đô la tới 53 đô la kể từ ngày 1 tây tháng 4 năm 2017. Thứ tư, bản số xe do chủ xe tự chọn theo ý riêng tăng từ 43 đô la tới 53 đô la kể từ ngày 1 tây tháng 7 năm 2017. Thứ năm, báo cáo tai nạn, thiệt hại phải báo cáo về nha lộ vận DMV từ 750 đô la sẽ tăng tới 1.000 đô la khi người lái liên quan trong vụ đụng xe. Tin từ Washington, Bộ Nội an và Sở Điều tra Liên bang Mỹ hôm thứ Sáu vừa qua đã gửi lời cảnh báo đến các cơ quan công lực trên toàn quốc kêu gọi phải đề phòng thành phần khủng bố đơn độc tự phát. Các giới chức trách nhiệm nói rằng họ không có tin tức gì về mối đe dọa rõ ràng nào. Tuy nhiên, họ cũng cho hệ thống truyền hình CBS News hay rằng Lời cảnh báo này được đưa ra sau khi ISIS ở Iraq và Syria khuyến khích thành phần khủng bố họ ở Mỹ hãy tấn công vào các nhà thờ trên khắp nước. Lời kêu gọi của ISIS và khuyến cáo đề phòng của giới hữu trách sau đó đã diễn ra tiếp theo việc đại sứ Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ bị ám sát và cuộc tấn công bằng xe vận tải vào một chợ mùa Giáng sinh ở Đức, cũng được ISIS lên tiếng nhận trách nhiệm. Cơ quan FBI biết về những lời khuyến khích tấn công được đưa ra trên mạng nhắm vào các nhà thờ ở Mỹ, theo bản thông báo của FBI. Cũng như các mối đe dọa tương tự, cơ quan FBI hiện đang theo dõi và tìm hiểu vấn đề này. Bản thông cáo cho biết thêm, cơ quan FBI kêu gọi công chúng hãy tiếp tục đề phòng, quan sát những gì xảy ra chung quanh và báo cáo mọi hành động khả nghi tới cơ quan công lực trên 70% của 1.1 tỷ đô la cắt giảm từ tiền an sinh xã hội để trả tiền nợ học sinh chỉ áp dụng cho lệ phí và tiền lợi. Thứ bảy, khoảng 114.000 sinh viên vay mượn tiền đi học trên 50 tuổi đang bị mất một phần của các phúc lợi an sinh xã hội của họ bởi vì nợ sinh viên lớn tuổi và số người vay mượn trên 65 tuổi đối diện với khó khăn này đã tăng tới 540% trong thập niên qua. Chính phủ cung cấp cho sinh viên vay mượn tiền với nhiều chọn lựa, để tránh tình trạng không trả nổi tiền nợ. Nhưng một khi người vay mượn đã trả trễ thì liên bang sẽ dùng quyền để thu tiền nợ, cùng việc cắt giảm tiền an sinh xã hội, tiền lương và tiền thuế bồi hoàn. Thứ 8, sự gia tăng mạnh trong những người vay mượn tiền học lớn tuổi đang đối diện các chiến thuật thu tiền này. Vì phần lớn gia tăng trong người Mỹ lớn tuổi đang mang nợ tiền học, số người vay tiền học hơn 64 tuổi tăng 385% kể từ năm 2005 so với mức gia tăng 62% đối với người vay tiền học từ 25 tới 49 tuổi. Khoảng 3 phần tư người vay tiền học lớn tuổi đã vay tiền học cho chính họ, không phải cho con họ, và những người gánh nợ cho con cái họ thì ít bị trả trễ tiền học. Quý vị vừa theo dõi phần tin tức với Vân Anh và Thái Huyền. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn và xin mời quý vị tiếp tục theo dõi những chương trình còn lại của VNTV San Diego.